thôi. Chào các bạn nha. Ngày mới chúc các bạn nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe ha. Thì ngày hôm nay Dương tiếp tục xăm bẫy các bạn. Thì cái luồng bẫy này là cái luồng bẫy lúc trước á là đi bẫy tặc lấy các bạn. Thì hồi sớm giờ là Dương qua bên cái máy số bên kia là Dương cuốn ba cái mà bị lấy 1 cái và nước ngập chết hết trơn bạn ơi. Ui dính bạn ơi, này dính nè. Còn con hành rồi, trên đây nó không ngập. Thì cuốn bển còn Dương đặt lại rồi. Còn con cái là đây, đập khổng lồ luôn mà. Gần gặn xuống ngập không còn một thứ gì luôn. Đem cái bẫy đây Dương đặt, gắn cho bạn xem. Ngon rồi đó. Nay thăm mục đích là mình vô chuột và sửa bẫy bạn ơi. Chứ cái luồng bẫy này nước ngập nữa. Mấy đám mưa quá trời lớn, điều gì nói. Không hành mà lướt phân ai không kẹt đầu nghe các bạn. Chứng tỏ con nó cũng gần 3 lạng nha. Đây. Con đầu tiên, chơi túi lưới mới cho nó may mắn. Đã. Bỏ vô. 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 Đầu tiên. Mưa quá mưa chịu gì nổi. Qua đây thăm một cái. Luồng bẫy này của Dương nó dính mấy cái đám mưa dữ lắm. Khủng khiếp. Ngày hôm nay Dương đi Dương nghi tức. Khả năng nó thắt nữa bạn. Ngập nước. Cái này trên cao lắm. Biết sao dưới hô dành cũng rồi. Bộn chuột đai trời. Chuột đai không dính mọi người. Đây Dương xử lý nữa nha. Trời ơi, trời nữa. Chằn ẻo luôn mà. Đóng quăng nửa ký lô mà. Lọc khổng lồ. Để Dương đặt lọc sikua lại cái nha. Hơi nhỏ à bà ơi. Chạy cho chắc các bạn. Bây giờ cái dòng con hổ ngựa này nó ra là đớp liền, chụp qua chụp lại là đớp chảy máu nha. Rồi con ngựa này 4 lạng nè, cũng hơi nhỏ chứ không được to các bạn. Con lên Dương bỏ nó vô nha. Cái khu này cỏ lên ngang đầu trời. Ồ có chịu trứng ép lúa mọi người. Ôi con hành lòng khổng lồ à, được rồi ơi. Lòng lòng lớn không nha. Đây bắt nó ra luôn rồi. Bút to quá nhì nữa to á. Đây hành 3 lạng. Rồi, để Dương bỏ cái này vô và cho Dương ốp máy nha. Bẫy đây nó ngon vậy mình không dính. Chuột cũng đai rồi. Đây hết ngon ngon.
này cũng ngập luôn trời. Hiều chuột ra đi không dính. Ủa kiến lửa, cái kiến này nè bạn, nó cắn thì thâu vậy, sưng tay sưng giò luôn. Trong lỏng luôn à, chuột còn sống nè, cũng dính nè, ngon gì mà không dính trời. Ngày ngập rồi bảy chặng. Ôi có sao có phân hả, hình như có hàng phân rồi thôi. Ôi có hàng ngon ngon cũng được, hành chà bá luôn nhiều thôi. Hên thấy sợ thì cái bẫy này gì mà dính cho, định vô đây dương cuốn nó luôn không ngờ. Rồi hành nhì ngon lành bơi. Cái khu này từ lúc đặt tới giờ chưa có con ngắn nhất nào luôn các bạn. Tột cái nhì không, cái nhì ngon ngon không. Ồ các bạn, con đập khốn làng hả, mệt trời. Ở đây là chết khói luôn, nó mới dính đường con nha các bạn. Đó em, vậy lâu lâu mà dính dính hành này cũng được thôi. Phân hơn là cái này trên cao nước nó không ngập tới, chứ nó ngập là xong pin nữa rồi. Xuống xuống không hành không chở. Giờ cũng không ngựa đây bạn. Hoa này thì nó hơi đỏ đỏ nha bạn, chứ không phải nó đen quyền. Ủa đã nha. Rồi Thiên bỏ vô nha. Phê quá bạn, nắng quá trời nắng luôn. Quá phê luôn. Có hàng mình bằng trắng nè. Ủa hành. Ủa cũng được. Trời ơi, quá phê thôi. Con hành cũng khá bạn, hành nhì bữa nay hành nhì không. Thì cái khu bẫy này từ lúc Phương đặt tới bây giờ đó là toàn là gắn nhì không bạn ơi. Khi nào có gắn nhất hết trơn á, như có con chiến có con đạt là nó được con gắn nhất cái gì á. 12 giờ chưa xịt khối là luồng bẫy gắn nhì không bạn, nhì bốn lạng, bốn lạng cái này thật bốn lạng nha. Hành ok cà phê anh, hành đỏ mà đây quá đã. Hành đỏ này bốn lạng mà, ngoài hành bốn lạng là nó bự lắm rồi đó. Ơi ngon, bữa nay dính hình nhì không à, hình đỏ nha, tả ghê á. Sớm giờ mới không hoàn không có con ngựa nè, chung dính cũng em được kệ 4-5 con gắn nhì là khỏe rồi. Chủ hình như đâu, hình như 4 con hay gì đâu bạn, 4 con hình nhì đó bạn ơi. Nãy giờ nè bạn, bây giờ nãy giờ đó cho hoành đá không cạnh cạnh bẫy này đặt hai cử đầu hai con lâu lắm, lâu rồi nó không dính rồi bạn.
Hồi nay nó cũng dậy luôn kiếm không. Ủa được con bà ơi, được. Đây. Nước cho cái nha. Quá đã. Nè. Bên kia có người dân ta đang bắt. Tôi bắt đây luôn rồi. Thì cái luồng bẫy này á bạn, nó ít dính lắm. Mà nó dính đòn gắn nhị không à. Độc thiệt chứ. Chích hô hành nó y. Nó hoàn toàn gắn nhị hơn gắn lửa đó bạn. Sướng thiệt chứ. Hai gắn hô hành mà dính con cỡ này thôi thì thôi. Lúa đầy bộ nghe bạn. Hai điều quá cho phê mệt, cái nào mệt mà dính như con gắn này là thấy khỏe người lại các bạn. Trời ơi, bốn lạng nữa, bằng con nãy vậy đó. Nó có con cỡ gì đâu bạn ơi. Hả? Có con cỡ gì đó. Không to mà không nhỏ. Ê. Cỡ một, con gắn này nó bị gì mà nó u à. Rồi, thầy Dương rồi. Bỏ nó vô cái nha. Trời ơi, định quay cái này. Mong cái này là quẩn giúp nó mà ngập lúc luôn. Lúc cái bẫy luôn. Có con gì dưới đây không? Ủa hợp quá, nó chết con chuột à. Không dính gắn đâu bạn. Hy vọng làm thất vọng. Ôi dính lên trời. Ủa, chuột nó ra đi rồi. Ra đi mất xác rồi. Đặt lập xíu cua lại nha các bạn. Thiệt tình cái bẫy này nè. Cử đầu tiên nó không dính. Cử thứ hai tán cho hậu dịnh 1,50 kg. Tính đâu nó ngon rồi. Là từ đó tới giờ luôn mấy cử rồi. Chưa biết dính con gì luôn. Hồi bữa nay ngập rồi. Dính chẳng đến chết luôn. Thiệt tình trời. Hôm nay có con dịnh một sao. Ăn không dính nữa rồi. Dở thì cái bà tường hết hồng ngon luôn. Dính con không. Nè. Mà hồi chú Dương ra ướt giáo chứ. Hỏi anh em như vậy đó là sao mà bắt cán bỏ vô diễn chiêu trò này cái nồi gì được. Thì ở đây cái bẫy trong đây, cái bẫy cuối cùng của Dương nha bạn. Thì cái bẫy này là Dương mới giờ nhưng mà giờ Dương không có nhớ là nó ở đâu luôn. Khu này Dương mới giờ mà cái bẫy này nó ngon lắm, ngon nha. Ờ đâu đây. Cái bẫy này có khả năng dính hoành cao dữ lắm nha các bạn. Thấy chưa? Y như gần luôn. Phân rồi bạn. Còn 2 lạng mấy nữa. Ôi, 2 lạng à. Chính còn 2 lạng rồi, từ từ sẽ dính con gắn khủng. Này thì cái khu này khu mới mà Dương đặt có 2 cái, còn 4 cái nữa nhưng mà cái đó Dương không quay đâu, cái chúng nó tấp ngập à. Thôi đây Dương à, lấy tổng hình quả các bạn. Bữa nay thăm 40 cái đó. Không im bạn ơi, chung được mớ hình gì. Con ngựa một thôi các bạn. Đó, túi này là bị nhiêu đây là toàn hóa hành, không hành gì rất là nhiều luôn. Cái này nói chung là gắn này là nó ít, cái số ký ít, cái giá trị kinh tế nó cũng cao lắm nghe bạn. Nói chung là bữa nay 40 cái như là khỏe đâu mà không hành không à. Thôi đã, bây giờ Dương vô khu này Dương đặt thêm 3 cái nữa thì bây giờ cũng cho Dương xin kết thúc clip nha. Cũng cảm ơn em đã dành chút thời gian của mình ra để xem clip của Dương và ủng hộ đồng hành cùng Dương trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn anh em vào những video kế tiếp. Bye bye.